Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho một bông tuyết nha mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho bông tuyết này nên là mọi người hãy theo dõi mình nha. Cây cúc hết rồi nha. Đéo mẹ, tô mãi vẫn chẳng thấy nhiều lên tí nào ạ, cay vãi. Hôm nay anh cũng bật bài này vậy. Nhờ mở rồi, anh mở nhạc remix xong cứ đập 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 bản quyền đỏ, bản quyền đỏ. Nhạc bản quyền cực căng. Anh sắc kiểu gần Tết rồi anh cũng bất cần ha. Tuấn Anh thở chán rồi, không muốn chán rồi. Không phải đây là nhạc Vin Hảo rồi, phải nhạc remix đâu anh. Đây là Vin Villa Hảo. Sao nhạc remix nghe nó không đập bùm bụp bình bịch, không sôi động gì cả. Để bé ở đấy. Nhưng mà bài này bài gì không hay, anh phải bật nhạc remix TikTok cơ. Bài gì trời, bài này dành cho các anh à, cho các cụ hồi xưa, cho các ông lão. Rồi đọc nốt cái bài này phát phốt nha. Mình thì đơn rồi, nó bắt đầu nó mới dạng quá. Thì đơn rồi mới dạng quá. Mình sẽ tô hết như này nha mọi người ơi. Ông kiếm như tôi kiếm mình. Thêm còn cái tay chịu rồi, cho anh nói thật chịu rồi mẹ ơi, đúng không? Nếu mà không muốn đi ăn vả mùi thì tối nay thấy được lại Tuấn Anh ạ. Hả, cái gì ấy? Đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô được một nửa cho mọi người. Mình sẽ hoàn thiện nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả của video nha. Nói gì? Nói gì? Tôi bảo là giao thừa kiếm người yêu đi. Đi anh kiếm đi anh.
anh không thể bật nhạc J-Mix máu lửa hơn nữa được không? Cái này nó vẫn nhẹ nhàng quá. Chưa đủ đô anh ạ. Nó vẫn buồn ngủ lắm. Nó nhạc nó bốc lửa hơn nữa là không, em sắp ngất rồi. Buồn ngủ lắm rồi. Vâng, nhạc nào mic cũng được anh. Bay thích hồi sinh đi nhờ. Tính ra đây rồi được hồi sinh trong lúc lần nữa. Có ai cần thì thay tí lúc mà hồi sinh nhờ ấy. Mày quá chẳng hạn mình nhất này này. Thì xong rồi, cuộc đời mình mới bỏ. Ơ à? Ê, sao nó bắn được mình hay vậy? Mình sẽ tô hết vào đây nha mọi người. Nhạc J-Mix này. Đây là nhạc J-Mix hả? Đúng rồi, cái này đúng rồi đấy. Nó sẽ không bằng cái kia đâu. Mình sẽ tô vào đây nha mọi người. Ok nha. Quỷ Vương ơi, anh tin em. Bắt nó, đúng rồi. Trả thù cho tao. Biết nó trả thù cho tao. Mẹ nó giết tao rồi mày. Quỷ Vương, ném lựu ra. Ném lựu ra, bồn nó. Nhớ rồi. Kìa bóng keo giết bây giờ, Quỷ Vương. Đặt bóng keo giết cho nhà người ta rồi. Bọn này đánh trận chiến tiên không mà đảm với bọn kia thì... Ok nha mọi người. Mình sẽ tô hết vào đây nha mọi người. Ok nha mọi người. Và đây chính là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của mình để tô, hoặc mọi người có thể tự sáng tạo theo ý thích của mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo nha. Bye bye và hẹn gặp lại nha mọi người.
Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay, ôi, cái gì đây? Và đây, hôm nay mình sẽ cho mọi người xem một quả dâu chưa chín nha mọi người. Ồ, lại dính trưởng tiếp. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu nha. Đây là tiệp khác. Ủa má. Lỡ rồi, nó kệ phải tô thôi. Ha, ha. May thôi, đỏ là red. Gì má? Tôi bảo ông lấy tệp dưới nhưng ông lại lấy cái tệp trên của tôi hay tôi lại lấy tệp dưới xong ăn trưởng luôn cái con này. Khuyên chat na nha mọi người, mình vẫn rất là ok nha. Sao cứ đói đói nhỉ? Chết đéo nào ấy, uống thuốc giảm cân nó cứ đói thôi. À nó bảo không được bỏ bữa mà. Mình sẽ làm bữa tối bằng trà sữa nha mọi người. Cái cốc này nó mềm oặt ra luôn. Món nó có bị dỉ nước ra không ta? Ôi như bòi vậy. Nó trân châu nhiều màu. Cốt nó vẫn là ô long mà, nhưng mà tôm thích uống ô long lắm. Xin lỗi về. Xin yêu em đơn phương. Cái này bạn hát. Bạn hát bài này trên livestream. Kê. Mình phải làm gì bây giờ? Ok. Yang Ok nha mọi người. Và đây chính là bức tranh về quả dâu của mình sau khi mình đã tô được một nửa nha. Mình sẽ hoàn thiện nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả của video nhé. Ok nha mọi người. Chạy thôi.
진심으로 Ok nha mọi người, mình sẽ tối hay như thế nào. Hả? Cái gì? Chưa anh ơi. Em bảo nó trả trước 27 âm ấy. Xin tôi lấy sao? À đã được kê kê chưa? Ok nha mọi người. Chị cần tiền lắm không? Đấy tôi thế, anh cần tiền lắm không nè. Hay rồi. Người đã cho tôi lần, rồi người đem bán cho anh nàng thơ cuối xóm. Bài tên là chưa bao giờ được yêu, chưa bao giờ được khóc. Bài tên là gì em không biết, em chỉ biết lời thôi. Ok nha mọi người, mình sẽ chuẩn bị cho mọi người xem bức tranh của mình nha. Và đây chính là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong được rồi nha mọi người. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của mình để tô, hoặc mọi người có thể tự sáng tạo theo ý thích của mọi người nha.
Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người vào những video sau nhé. Bye bye. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho một chiếc gương nha. Một chiếc gương cầm tay bé xinh xinh để mang đi học nha mọi người. Và mọi người có thể xem qua bức tranh của mình trước khi mình tô màu nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu luôn nên mọi người hãy theo dõi mình nhé. Đầu tiên thì mình sẽ phải đánh số nha mọi người. Mình sẽ tô hết vào đây nha mọi người. Ai rồi cũng sẽ khát theo sáng năm dần trôi. Yêu đến mấy cái buồn khi người ta thay lòng. Ngoài tao ra còn là quý luật tụi bay nữa hả? Mình sẽ tôm ở đây nha mọi người. Ok nha mọi người. Bên miệng này mình sẽ tô màu tím nha. Tiếp theo là lấy màu hồng này tô vào gương nha. Đây nha mọi người. Ok nha mọi người. Mình sẽ tô như này nha mọi người. Ok nha mọi người. Và đây chính là bức tranh của mình sau khi mình đã tô được một nửa nha. Mình sẽ hoàn thiện nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả của video nhé.
Trời sẽ tô vào đây nha mọi người. Ok mọi người, mình sẽ chuẩn bị cho mọi người xem bức tranh của mình. Mình sẽ tô như này nha mọi người. Ok nha mọi người, mình sẽ tô hết như thế này nha. Chỉ cần mây về quay, anh không mong mây về nơi ấy. Ok mọi người. Yes, đúng. Ok mọi người.
Ok em mọi người. Và đây chính là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của mình để tô, hoặc mọi người có thể tự sáng tạo theo ý thích của mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người trong video sau nha.